Nằm trên địa bàn hai huyện Vũ Quang và Hương Khê, vườn quốc gia Vũ Quang hiện đang quản lý và bảo vệ 54.000 ha rừng với nhiều loài động vật quý hiếm. Do địa hình nằm trên vùng đất khát, nắng nóng gay gắt lại kéo dài khiến nhiều diện tích đang ở tình trạng trời cháy. Những ngày này, lực lượng kiểm lâm của vườn tăng cường kiểm tra, kiểm soát để hạn chế nguy cơ cháy đến mức thấp nhất. Tổ chức là xây dựng các cái công trình phòng cháy chữa cháy rừng, chỉ đạo các đơn vị chủ rừng và các hộ gia đình là phát dọn thực bì trước mùa nắng nóng, thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức trách nhiệm cho người dân và tăng cường kiểm tra trực các loại rừng để phát hiện kịp thời các cái vụ cháy rừng để tổ chức huy động lực lượng cứu chữa kịp thời. Xác định nguyên nhân cháy rừng phần lớn xuất phát từ ý thức của người dân sống gần rừng nên công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng cũng đã được lực lượng kiểm lâm vườn chú trọng. Đã có nhiều vụ cháy được nhân dân phát hiện sớm nên các lực lượng chữa cháy có mặt dập lửa kịp thời. Kéo vân chân nhà mình là có nghĩa để tập trung là dọn dẹp để khỏi trong mùa hè này khỏi cháy rừng, mà tuyệt đối là không cho con cả là mang lửa lên rừng. Đấy. Cùng với việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ là nhân lực, phương tiện, chỉ huy, kỹ thuật hậu cần trong công tác phòng chống cháy rừng, vườn quốc gia Vũ Quang còn đầu tư các phương tiện chữa cháy hiện đại nhằm chủ động ứng phó trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời tu sửa nhiều chòi canh, biển báo, tạo các đường băng cản lửa, nghiêm cấm người mang lửa vào rừng. Trong những ngày nắng nóng, lực lượng kiểm lâm phải túc trực quân số 24/24 giờ. Chúng tôi có sắm các cái trang thiết bị như là máy thổi gió, cưa xăng, rồi các cái dụng cụ chữa cháy rừng về con người và về các phương tiện thì chúng tôi đã sẵn sàng. Vừa qua thì chính phủ đã rất quan tâm đầu tư một số cái thiết bị chữa cháy từ trên không, nhưng đây là cái thiết bị kết hợp với nhiều nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Chúng ta đã mua một số máy bay trực thăng cũng tương đối hiện đại. Dự báo thời gian tới, thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài nên nguy cơ các cánh rừng bùng cháy là rất cao. Ngoài việc cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng, thì hơn ai hết, mỗi một người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong bảo vệ rừng.